Gần đây thì xu hướng sử dụng robot thay cho nhân viên bán hàng đang trở nên thịnh hành tại Nhật Bản. Điều đặc biệt thì đây chính là những con robot có thể nhận biết và phản ứng với cảm xúc của khách hàng. Pepper là tên gọi của những con robot này. Nó cao 1,2 mét và nặng khoảng 28 kg. Khả năng nhận biết và phản ứng đối với cảm xúc của người khác chính là ưu điểm khiến Pepper ngày càng trở nên phổ biến tại các cửa hàng của Nhật Bản. Loại robot này thậm chí đang dần thay thế nhân viên bán hàng tại nhiều nơi trên đất nước. Được phát triển bởi tập đoàn SoftBank của Nhật, Pepper được xem là con robot đầu tiên trên thế giới có khả năng hiểu được cảm xúc của con người thông qua dữ liệu điện toán đám mây. SoftBank ghi nhận, tập đoàn này đã bán được 1.000 con robot Pepper chỉ sau một phút mở bán hồi năm ngoái. Hiện tại, nhiều cửa hàng đều có thể sở hữu Pepper với giá khoảng 19.800 yên, một mức giá được cho là sẽ gây lỗ đối với nhà sản xuất. Tuy nhiên, đại diện tập đoàn SoftBank cho biết, ở thời điểm này, họ sẵn sàng bán với mức giá thấp hơn giá trị thực bởi họ nhìn thấy được tiềm năng lớn hơn. Quả thật, hiện tại chúng tôi không có lãi từ những con robot này, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ còn tiếp tục hạ giá để chúng được sử dụng rộng rãi. Thậm chí, trong tương lai, mỗi gia đình đều có thể sở hữu một con robot như thế này. Khi ấy, chúng tôi sẽ tung ra nhiều dịch vụ có giá trị khác, và đó là lúc chúng tôi thu lợi từ chúng. Hiện tại, đã có 500 công ty bắt đầu sử dụng Pepper và hơn 200 công ty khác đang phát triển các ứng dụng cho loại robot này tại Nhật. Nhà sản xuất còn hy vọng Pepper sẽ trở thành một phần của Olympic 2020 tại Tokyo, khi nước Nhật chào đón nhiều du khách nước ngoài đến tham quan.